hiếm hoi những cái dự án hiện tại trên thị trường mà còn đang xây dựng rất là tấp nập như thế này. Còn bộ những cái dự án ở những chỗ khác tôi đi thì đã đóng cửa hoặc là chỉ thi công cầm chừng, hoặc là chỉ có một số những cái tốp thợ với những người bảo vệ lau công người ta ở lại, người ta trông coi máy móc thiết bị cũng như là trông coi an ninh tại dự án thôi. Hello, xin chào bà con. Tiếp tục với cái chuyên mục đi review bất động sản, anh em chúng tôi đã có mặt tại thành phố Thiên Niên Kỷ, TNT Millenia. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đưa mọi người quay trở lại cái dự án này để cập nhật cái tiến độ thi công cũng như là cái tình hình cắt lỗ của các nền đất, các lô biệt thự, nhà phố shophouse của các gia chủ đã mua và thanh toán 50% ký hợp đồng mua bán rồi này. Đây là cái phân khu 1 và phân khu 2, khu Gia Phúc, tổng quy mô 7 hecta này, được thi công bởi tổng thầu New Techcom và Sol Engineer Corporation. Đây là những cái phân khu hôm nay là hiện tại là đang vào ngày thứ 5 và đang là lúc 11 giờ và công nhân tôi nhận thấy bên này đang thi công rất là tấp nập nha. Những cái dãy nhà phố shop house 618, 620, 718 và 720 và những cái nền biệt thự 1020 đang được thi công gấp rút để bàn giao vào cuối năm nay cho khách hàng. Và hiện tại thì mặt tiền của cái đường tỉnh lộ 826 này, 826D đang nhà thầu cũng đang thi công ép cọc và đã giải tỏa 100% rồi. Dự kiến 1.5 năm tới thì sẽ đưa vào sử dụng. Ở đây cái dãy shop house mặt tiền đường tỉnh lộ 826D này. Đó, 6 x 18 và 7 x 18 này, một trệt, một lửng, hai lầu áp mái. Tôi đánh giá mẫu bên này thi công mẫu nhà rất là xấu. Nó không được đẹp cho lắm nha. Đó, hai nữa là ở bên này thì dự án đã mở bán qua 3 lần mở bán từ 2017, 2018 và 2022 cũng mở bán lần nữa, là những cái loại giai đoạn bán đất nền, móng cọc. Đợt vừa rồi thì bán có nhà với cái giá trị những căn nhà phố ở cái mức 3.6 tỷ, 3.8 tỷ, 4 tỷ giao bán trên bên ngoài, thôi bên trong. Hello, xin chào chị bán nước. Đây là cái trục đường song song với cái dự án TNT Millenia và dự án khu Saigon Village được phát triển bởi hai thành. Mặt ngoài như thế này, trục đường 40m liên thông giữa hai dự án, những căn nhà phố bên này của chủ đầu tư đã bán ra rồi nha. Một trệt hai lầu và áp mái này, 6 x 20 thì giá trị giao dịch 4.4 tỷ, 4.5 tỷ, 5 tỷ nha. Và đang cắt lỗ rất là nhiều. Nói về New Techcom là một trong những cái nhà thầu thi công bất động sản xây dựng lớn nhất nhì Việt Nam. Tiến độ xây dựng và chất lượng xây dựng đều rất là ok. Rất nhiều dự án tôi đã đi review hiện tại thì đã hết ngân sách và cũng không có đủ khả năng tài chính để thanh toán cho nhà thầu và các nhà thầu chính và nhà thầu phụ thi công tiếp. Nhưng mà riêng dự án này thì đang thi công rất là rầm rộ này. Những cái phân khu Gia Phúc này, nó đã cất nóc. Bạn tôi cũng có một nền đất trong này, mua lại của người khác từ cái giai đoạn 2018, cũng có tỷ 9, nhưng mà bán lại tỷ 950, không bán được và bắt buộc phải xây. Thì ông bạn tôi lại lựa chọn cái phương thức là tự xây, nộp lại cho nhà thầu đâu, chủ đầu tư đâu đó là 8-10% giá trị tổng thầu. Nhưng mà xây xong cuối cùng tiền cá quá tiền cơm. Tôi đã khuyên và cảnh báo rằng nếu mà tự xây thì chất lượng xây dựng mình giám sát được, nhưng mà vấn đề về sau này về xuất hóa đơn, ký khối lượng để hoàn công ra sổ với chủ đầu tư thì rất là cực, bị hành chính rất là nhiều khê. Thứ hai nữa là phần phải lo tiền lót tay, rồi thì lỡ cái nhà thầu mình thuê bên ngoài vào thi công người ta không có chịu hợp tác thi công đúng hạng mục và xuất hóa đơn đo vẽ lại để cho chủ đầu tư người ta ra bản vẽ nghiệm thu cho mình, thì lúc đó thì cực kỳ khó vấn đề về ra sổ. Bây giờ là công nhân đang vấn đề đến giai đoạn nghỉ trưa này, đó bắt đầu người ta ra mà ông bạn thì ông không nghe, bây giờ đang dở khóc dở cười xây lầu 2 rồi. Tự dưng vừa rồi còn bị mất một cái vụ nữa là các nhà thầu phụ của chủ đầu tư người ta đổ xà bần và người ta đổ bê tông thừa ra, cũng phải thuê bên người ngoài bên ngoài vào dọn mất 40-50 triệu.
Đây là các phân khu tiếp theo này. Chỗ này thì đoạn này thì quy mô 21 hecta, cũng mở bán được một nửa rồi nhưng mà nhà thầu rút hết đi rồi này. Đó, kia là những cái anh thợ lái máy cần gẩu đang bảo dưỡng định kỳ, nhưng mà tất cả móng cọc đã làm hết lầu 1, lầu 2 kìa. Sắt đang han sỉ rồi, đã rút đi hết rồi này. Ngày trước thì mở bán chỉ ở mức 3 tỷ 6, 3 tỷ 7, nhưng mà bây giờ rất là nhiều những phân khúc cắt lỗ này. Cái đường điện này thì tôi cũng chưa thấy chủ đầu tư đi âm, ngổn ngang cỏ bê tông và đường điện này chưa đi âm này. Đó, mặt bên này thì công nhân rút đi hết rồi nha, và thì không biết là mai mốt thì lấy gì để bàn giao cho khách hàng đây. Quy mô khu đô thị này 267 hecta, triển khai từ giai đoạn 2016 đến 2018. Chủ đầu tư là công ty Thái Sơn Long An, một công ty thành viên của tập đoàn TVT. Và ngày trước đơn vị phát triển dự án thì là công ty cổ phần đầu tư và phát triển khu công nghiệp TNT Land. Còn đây là cái đoạn cuối ra bờ sông và giáp danh với cái nhà xử lý nước thải của dự án Saigon Village của chủ đầu tư Hai Thành này. Ở đây là những cái cụm nhà phố liên kế này ở phân khu 2. Hiện tại thì nhà thầu cũng đã rút hết đi rồi này, chỉ còn một số những cái công nhân đang làm đường và làm cơ sở tầng thôi. Đó, tất cả các hệ thống bơm cát cũng đã dừng rồi. Sắt han gì chọc trơ kìa, mọi người có thể thấy không? Đã làm xong phần móng cọc và đang bắt đầu lên lầu 1 rồi đó. Rất là tiếc cho những cái dự án. Tình hình bất động sản nói chung ở Việt Nam hiện tại đang như thế đó. Và rất là nhiều sản phẩm đã bị cắt lỗ. Và tôi dự đoán rằng thị trường vẫn còn đang đi xuống, chưa biết đến lúc nào sẽ là đáy. Và giá trị bất động sản thì sẽ xuống tiếp theo nha. Ở đây là những cái phân khu đang ép cọc, nhưng mà tình hình kinh tế không khả quan, tốc độ hấp thu của thị trường không tốt, cho nên dự án thì sẽ không được triển khai mở bán, và bán không được thì cũng không có tiền để cho nhà thầu cũng như là các nhà thầu phụ được thanh toán, quyết toán số lượng mới có tiền để tiếp tục xây dựng. Và cái dự án này vị trí rất là đắc địa, nhưng mà chủ đầu tư phát triển một cách rất là chộp giật, cứ mở bán rồi lại dừng lại mở bán. Làm như thế này thì sẽ là cái con đường ngắn nhất để hại nhà đầu tư. Và rất là nhiều những khách hàng đã bị vướng mắc về vấn đề về giữa những cái thủ tục hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn và ký thỏa thuận sang tên mua bán lại, hoặc là ký hợp đồng mua bán với đơn vị phát triển dự án cũng như là chủ đầu tư nha. Rất là nhiều khách hàng đã phàn nàn về vấn đề đó giữa đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư, và vấn đề về bảo lãnh vay của ngân hàng, duyệt hồ sơ, tiến độ thanh toán không đúng với cái hợp đồng, tiến độ giao nhà cũng thế luôn, đã bị chậm rất là nhiều. Đó, những cái dãy nhà shop house này, một trệt, hai lầu ba mái này, xây xong phần thô và đã bỏ không rồi. Đây thì đã bơm cát hết và ép cọc cầm chừng, một số những cái máy móc đã bỏ vì han gì. Máy ép cọc thì không được sử dụng cho nên nó cũng nhanh xuống cấp này. Đây có một số hộ dân người ta chưa chịu di rời. Đây là một phần những cái hộ dân người ta chưa chịu di rời ra khỏi dự án, do cái giá thỏa thuận đền bù nó quá thấp, hai bên không có tiếng nói chung nên người ta không có nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Bán 3-4 lần tổng cộng thì có khoảng độ gần 1.500 sản phẩm được tung vào thị trường, trong đó là những cái sản phẩm thu hồi mua đi bán lại qua những cái giai đoạn từ 2016-17-2018, từ cái giai đoạn chủ đầu tư bán đất nền có móng cọc rồi sau đó chuyển thành bán nhà xây sẵn hoàn thiện bên ngoài thô bên trong. Còn một số những cái khách hàng thì mua đất không thì chủ đầu tư và khách hàng không có tin được tiếng nói chung về vấn đề về đơn giá thiết kế, đơn giá thi công, số tiền mà phải chi ngoài hợp đồng khi mà chọn những cái nhà thầu bên ngoài, cũng đó là cái yếu tố nó làm cho những khách hàng bên này, nhiều khách hàng rất là bức xúc, thái độ phục vụ cũng như là vấn đề về ký những cái thỏa thuận, những cái bảng thi công, những cái khối lượng, cái giám sát thiết kế tại dự án này. Đó, khu vực này sau này thì là những cái con đường ở ven sông này sẽ xây những cái khối chung cư
và trường học bên này rất là nhiều nha. Đây đã ép cọc được một số cọc để mà thử tải này. Đó, vị trí thì ngay liền kề với khu công nghiệp Long Hậu 23, và bên kia là khu vực đường cao tốc Bến Lức Long Thành và địa phận của huyện Nhà Bè này, qua sông Nhà Bè kìa. Chúng ta bỏ trống hết này. Chủ đầu tư làm những phân khu tiếp theo thì cũng ép cọc và đang làm hàng rào, nhưng mà chắc là hết tài chính, mặc dù đã giải phóng mặt bằng gần xong rồi. Đó, và đang bơm cát giỏ giang nha. Không có một ai đang sinh sống ở tại khu vực này. Một cái dự án vị trí đắc địa, quỹ đất sạch gần như là đến 95%, 267 hectare, nằm liên kề với thành phố Hồ Chí Minh, cạnh với 7-8 khu công nghiệp, liên kề đường cao tốc, tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, cảng Hiệp Phước, cảng Đông Nam Á, cảng quốc tế Long An, khu công nghiệp Long Hậu 123, gần với trung tâm hành chính xã, thị trấn Cần Giuộc, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 25 phút đi xe. Thế mà bán bất động sản một cách cực kỳ là chộp giật, cho nên vị trí này nó không có sinh lời qua hai cái giai đoạn phát triển bất động sản. Đến cái chu kỳ phát triển bất động sản vàng 2016 đến 2022, hiện tại bây giờ đã bị đóng băng, không hẹn ngày trở lại. Rất là nhiều anh chị đã phải cắt lỗ. Anh em nào có nhu cầu mua bên này nha, tôi inbox riêng. Tôi thấy rất là nhiều khách hàng gửi giá rất là rẻ, nếu mà tính ra 2 tỷ 108 mét trừ đi tiền móng cọc và tiền hạ tầng mất tầm 400 triệu thì còn có khoảng tỷ 6 chia cho 108 thì tức là khoảng 14-15 triệu nha. Ở tại đại đô thị thì giá quá là rẻ luôn. Nhưng mà để mà hiện hữu lên một khu đô thị thì chắc còn lâu. Nó phải qua giai đoạn khủng hoảng 2022 đến 2027. Từ 2026 đến 2029 thì chu kỳ bất động sản tiếp theo, may họa may ra thì chúng ta mới bán được giá lại, hoặc là những cái nhu cầu hút dân cư về ở, sử dụng tiện ích tại dự án này, thì lúc đó bất động sản mới lại có cái chu kỳ phát triển, hoặc là bán hàng hấp thụ của thị trường khi mà dòng tiền không bị ách tắc, cũng như là vấn đề về điều chỉnh về luật về giá bất động sản của nhà nước thì mới bắt đầu hết cái giai đoạn đóng băng. Dự án này thì hiện tại đang không có bán tiếp theo nha. Các phân khu tiếp theo thì chủ đầu tư đang dừng. Và chủ đầu tư này thì chắc là tài chính rất là mạnh, có sự hậu thuẫn của tập đoàn T&T và ngân hàng SHB, cho nên vẫn đang thi công. Nó không giống như các dự án khác, các chủ đầu tư khác bây giờ đang bị đuối tài chính và đang đóng băng và dừng lại hết rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người vào cái khu vực cổng chính. Tôi sẽ đánh giá lại cái dự án này và những cái mặt ưu và nhược, lý do tại sao mà rất là nhiều khách hàng vẫn đang phải cắt lỗ. Ở đây là cái tuyến đường bên trong tôi đang đi ở trong dự án này, vất vả lắm tôi mới vào trong này được. Hiện tại chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, công nhân thì bắt đầu đã đi nghỉ rồi. Dự án này nó nằm tọa lạc tại lộ ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, quy mô 267 hectare, và nó chia thành 4 giai đoạn phát triển nha. Nó bao gồm 7.884 sản phẩm, nhà phố, biệt thự, shop house, rồi căn hộ. Dự án này toàn bộ được bảo lãnh bởi ngân hàng SHB. Diện tích thì có loại diện tích 6x18, 5x17, 6x20, 7x18, 7x20 và loại diện tích 10x20 và 10x24 nha. Tất cả bên này hạ tầng điện nước âm. Diện tích trong dự án thì có đầy đủ khu quảng trường, có trung tâm thương mại, bệnh viện, công viên, khu trường liên cấp 123, khu vui chơi, khu thể dục thể thao. Đó. Ở trong dự án này, cái đoạn giai đoạn này là cái khu vực Gia Phúc này đang chuẩn bị xây dựng để bàn giao cho khách hàng này. Chất lượng bên này rất là đẹp, một trệt hai lầu và áp mái này, nhưng mà mẫu tôi thấy xấu, mẫu bên ngoài không được đẹp cho lắm nha. Chủ đầu tư này thì ngày trước cứ bán đi xong lại dừng xong lại bán, làm khó khăn cho khách hàng rất là nhiều. Cái cụm này là 32,5 hectare, nhỏ liên kế, nhỏ khu thương mại, biệt thự và biệt thự vườn, quy mô 1.122 sản phẩm này. Những cái lô shop house giá trị ở mức 4.5 tỷ cho đến 6 tỷ này, 6.20, 6.22, rất là lớn. Cái trục này
một trệt hai lầu và áp mái. Xa xa bên kia là cái cụm dự án Elite Line của chủ đầu tư Tân Thái Thịnh nha, đã chuẩn bị bàn giao đấy kìa. Đó, cũng 3,5 tỷ, 3,7 tỷ một căn, 5/16 nha. Và bên đấy thì mới triển khai thôi mà đã chuẩn bị bàn giao cho khách hàng rồi, quy mô hơn 6 hecta với hơn 350 sản phẩm nhà phố biệt thự này. Đây là cái tuyến đường trục chính đi vào trong dự án này, tuyến đường tỉnh lộ 826D. Những cái mặt tiền như này, những cái lô nhà phố shop house 7/18 này, một trệt một lửng hai lầu, đã bán từ thời kỳ 2017. Ngày trước thì giá đâu đó khoảng xây sẵn là 4,5 tỷ, thì hiện tại gia chủ đang chào bán lại với mức 7 tỷ nha. 7 tỷ là thấp nhất là mặt tiền đường hướng này, hướng tây tây nam này. Có một số hộ đã về nhận nhà này, bắt đầu nhận nhà để sửa chữa để ở này. Ở đây có những cái cụm lắp hầu nhìn trông như là những cái nhà đoàn này, những cái nhà sinh hoạt cộng đồng thì thấy rất là xấu. Cái tuyến đường điện này thì nhà nước đang tiến hành ghi âm để thi công cái tuyến đường mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 826 này. Vâng, sau một hồi tôi đưa mọi người đến tham quan, đi một vòng quanh các công trường tại khu vực khu đô thị TNT Millania. Thì hiện tại cái không khí thi công ở tại dự án này vẫn đang rất là tấp nập, và tất cả các nhà thầu phụ và nhà thầu chính đang làm việc vẫn là ngày 2K nha. Và New Tech Công thì xây dựng lúc nào cũng rất là chất lượng và đúng tiến độ nha. Chỉ sợ là chủ đầu tư hoặc là các đơn vị phân phối sản phẩm bán hàng không bán kịp, và là không có đủ tiền để cho nhà thầu thi công người ta thi công thôi. Hiếm hoi những cái dự án hiện tại trên thị trường mà còn đang xây dựng rất là tấp nập như thế này. Toàn bộ những cái dự án ở những chỗ khác tôi đi thì đã đóng cửa, hoặc là chỉ thi công cầm chừng, hoặc là chỉ có một số những cái tốp thợ với những người bảo vệ lau công người ta ở lại, người ta trông coi máy móc thiết bị cũng như là trông coi an ninh tại dự án thôi. Đánh giá chung về cái dự án này thì hiện tại thì hai cái giai đoạn 70 hecta giai đoạn 1 đã xây cất nóc được gần hết rồi nha. Chỉ còn một số những cái tuyến đường, những cái cung đường đang xây cất ở lầu 2, lầu 3, và những cái lần nền đất mà ngày trước chủ đầu tư bán là giai đoạn 2017-2018. Thì hiện tại thì các nhà thầu phụ của các khách hàng không phải đơn vị của chủ đầu tư xây, hoặc là những cái đơn vị mà chủ đầu tư sẽ thuê ở bên ngoài vào xây, thì hiện tại cũng đang cất nóc và đang hoàn thiện hoặc nội thất bên ngoài nha. Và toàn bộ dự án này tôi đánh giá rất là nhiều những cái khách hàng hiện tại đang cắt lỗ ở những cái nền mà 6/18, 6/20 ở phân khu Gia Phúc, nền nhà phố có móng cọc đang bán lại với cái mức giá chỉ ở mức 1,950 cho đến 2,1 tỷ. Những cái nền 6/20 cũng là 1,2 tỷ, 2,2 tỷ nha. Và những cái lô mà đã có móng cọc và có nhà rồi, 6/20 chỉ có giá ở mức 3,7 tỷ, tức là bán với giá gốc và đã thanh toán được 60% rồi, mà hiện tại thì cũng không có bán thoát hàng ra được nha. Rất là nhiều khách hàng đang cắt lỗ rất là nhiều. Tôi hôm bữa tôi làm một cái video có mấy khách hàng đang gửi bán nha, giá rất là rẻ, bán giá gốc luôn, mua trực tiếp chủ đầu tư đó, hoặc là những cái nền mà khách hàng mua từ giai đoạn 2017-2018 bán người ta mua với mức 1,6 tỷ, 1,7 tỷ, bây giờ bán lại với mức 1,950, 2 tỷ vẫn không bán được nha. Riêng những cái lối nhà phố, những cái dãy shop house mặt tiền đường này thì hiện tại chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt cơ sở hạ tầng cũng như là ốp lát ở mặt bên ngoài, sơn nước, và để đến khoảng độ cuối tháng năm nay, tháng 11/2023 sẽ bàn giao cho khách hàng đầu tiên về sinh sống tại dự án này. Và dự án này một cái vị trí rất là tiềm năng, mặt tiền của cái đường tỉnh lộ 826D đang làm hạ tầng đường 40m nha, kết nối với khu vực cầu Cần Duộc qua thị trấn Cần Duộc cũng như là khu vực quốc lộ 50 rất là gần, ra đường Tân Tập Long Hậu về cảng quốc tế Long An, ra cái tuyến đường Nguyễn Văn Tạo, đường khu công nghiệp Hiệp Phước 1-2, Nguyễn Hữu Thọ thì ở trung tâm thành phố rất là gần nha. Nhưng mà tôi đánh giá rằng bất động sản hiện tại đang đóng băng và giá rất nhiều những cái phân khúc và những cái dự án cũng vẫn đang cắt lỗ, cho nên là hiện tại nếu mà chúng ta muốn mua để sử dụng thì thời điểm này hoặc là đợi thêm 5-7 tháng nữa giá bất động sản vẫn còn xuống nữa, chúng ta hãy quyết định xuống tiền mua đầu tư hoặc là mua để sử dụng nha. Tôi xin kết thúc cái video ở đây. Xin chào bà con.